Thì 12 giờ kinh thì theo kiểu là nóng rồi hay là lạnh đấy? Chữ chị Nhung thôi trả tiền luôn chị Nhung nè. Chuyện khó mà nó lắc lâu dí sợ làm ăn gì lạ kỹ. À, cảm ơn chị. Chị đó chị đi lên kho thì lấy cái xa không chị? Chị lên kho thì lấy cái xa không? Tiện đường không? Tiện đường không? Chứ chị không nói cho mấy thằng kia nó ship luôn à, chuyển đơn của hắn cái ship. Gì à, bán vì đam mê. Bán vì đam mê rồi chị. Ác thì ra không sợ để lại báo cho con đồ đó thì mà mắng đánh răng bà về không có bị vách vách lại hai thiệt luôn kìa. Tới giờ ăn trưa thì ngủ á, chuẩn bị giờ ngủ á, mấy tụi lăng ít khi ngủ á là phải đánh hắn nó mới ngủ. 12 giờ đúng 12 giờ là rút camera ra, vì có một con bé nó làm chung với bả làm lâu rồi, rồi rút camera ra và kêu là
trong vòng 1 phút nha. Rút ra trong vòng 1 phút đó chị, sụt quất. Quất thâu rầu luôn á. Em quay được mà, em quay được cái đoạn đó luôn á. Mà em xóa rồi. Bạn ở trong Hòa Phước á. Ờ nhóm trẻ á, vì ở nhóm trẻ là họ có thể nhờ người quen họ che chở được rất được kìa. Chứ lên trường dám sợ đồ về kiểm tra mà dám. Tốt nhất là cho anh đi học trên trường á. Ừ em làm đúng hai bữa thôi 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 em nghỉ chị ạ. Cái bà đưa và kêu là chị cho em 500.000. Em đừng kể chị ai hết. Mà nó 500.000 to lắm mà em kêu thôi em lái rồi chị ơi, mẹ em la chết. Bé nó kiểu như mới sinh dạy á. Mà nó bị kiểu như giống như gần như là sẵn họ, sẵn hậu đó đó. Mà không đi làm á. Mà bé nó nhắc ăn kinh khủng mà ba mẹ hắn là cuối tháng mô là cũng căng đến á. Để cái căng trước lớp á, căng. Kêu răng mà tháng này không liên ký với trơn đi em. Cái là bà cô nó bà mới áp lực á. Bà áp lực cái là bà cho ăn á, mà hắn chịu ăn thì cầm cái thìa á. Tụp. Bụp vô cái mô một phát mặn giật. Mặn giật vào trong nè, lặn ra mới thấy. Mặn không sưng luôn nè, đọc cái là không sưng. Mà ba của ông bán là làm chi ở bên quân đội á. Làm chi nói chung là có tiếng lắm á. Cái vì á, ổng răng ổng tinh mắt lắm nè. Ông cho ăn á, mà ổng thấy. Cái mặt ra ổng hỏi kiểu răng đi con. À, kêu là cô lấy cái thìa, cô Mai lấy cái thìa vã vô trong miệng con. Trời ơi, cái răng ổng thì cũng lâu lắm. Ổng đang mặc đồ ở nhà mà không mặc áo luôn. Lâu hắn thẳng đi lên trường luôn. Kêu cô Mai này cô mua đâu, đi ra đây. Rồi kêu cô Mai ra. Cái xong cái kêu mà cô Mai ấy, lúc nó còn chối nữa. Lúc nó mà nói thật đi thì chắc là có lẽ cũng không nặng nữa đâu. Nhưng kêu là không bị vắt tế đó. Mà lớp lớn rồi mà nghĩ rằng nó đi nó láo được đúng không. Cái kêu không, các con bé nó là không, không phải đâu bố. Con không chịu ăn cô Mai lấy cái thìa vã vào trong miệng con á. Trời ơi, con nằm nóng cái tóc của đã kêu, trừ giáo viên là đi ra đây. Răng mà mấy người lại nhận mấy cái cô giáo viên như đi à. Đi lên trên sở làm việc cho tôi. Trời ơi, đợt nữa hiệu trưởng đồ với lại em, với lại bà cô Mai á. Vì em dạy trong lớp hắn. Cái đi lên thì nó xin lỗi mà cô Mai nó cũng cứng đầu thiệt. Không chịu vòng tay xin lỗi luôn. Cái bà hiệu trưởng á bà vòng tay lại bà xin lỗi các em dưới điểm túc 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 đãi hết á. Mà chị không ta đâu mình chưa sai đâu ai bị ép con ăn rồi chị mà con nó bướng gì luôn á không xin lỗi không xin lỗi rồi các ông nó kêu thôi tôi trừ mà cô đi vẫn còn làm ở trường á thì tôi không cho đi học mà đồng nghĩa là tôi phải lên hội phụ huynh rồi tôi mấy cô giáo viên mấy phụ huynh khác cũng chắc chắn không cho con đi học đâu cái là phải cho ra khỏi ngành trục xuất ra khỏi ngành. Con Diễn có bị chi chi chị học có bị chi không? Cô tát cho phát hả? Tát mặt luôn hả? À, đó, y chang cái bài đó luôn đó. Chạm với ông nào ông là nóng lắm. Cái rồi răng các bạn có bị nghỉ việc không em á cháu em á đi học về em đâu có hỏi là cô có đánh con không đâu vì cô có nhận hết rồi trước khi về là cô nhận cô có đánh con không dạ không nhận hết rồi em hỏi là cô đánh con rồi chỗ mua thẳng chỉ thôi.
Nhưng mà xiên này dạ, và cắt sò rồi đem đi. Không có sai, tôi đi chợ mà đâu có biết. Mua cái gì? Không, không có sai. Lần trước là chị thấy cá. Nhưng em thèm cá thôi. Có nhiều người họ thèm ăn hương gì ơi. Ăn tàn hương á. Nhung mình đi lên 8 bộ rồi Nhung. Sao vậy? Ừ, ăn cũng 7 bộ thôi, đủ sống rồi.